10 giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Trong thế giới bóng đá đầy kịch tính và sôi động, có không ít những giải đấu đã góp phần làm nên những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ, từ những cú đúp xoay hiệu cho tới là những bàn thắng nghẹt thở. Top các giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh là bảng xếp hạng không thể bỏ qua cho những người yêu thể thao. Và hôm nay hãy cùng với Top List khám phá ngay trong video này nhé. Số 10, MLS Mỹ. Đứng ở vị trí số 10 là Major League Soccer. Giải đấu bóng đá nam chuyên nghiệp cấp cao nhất tại Hoa Kỳ và Canada được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ. MLS là một trong những giải đấu thể thao nhà nghề lớn của Hoa Kỳ và Canada. Giải đấu gồm 27 đội, 24 ở Hoa Kỳ và 3 đội ở Canada và sẽ mở rộng lên 30 đội kể từ mùa giải năm 2023. Trụ sở của giải đấu được đặt tại Midtown Manhattan, thành phố New York. Mùa giải chính thì thường bắt đầu từ cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 10. Mỗi đội thi đấu 34 trận. Mỗi trận thì có thành tích tốt nhất được trao danh hiệu Super The Shield. 14 đội thi đấu tại MLS Cup Playoff hậu mùa giải vào cuối tháng 10 và tháng 11 kết thúc với trận đấu sẽ tranh chức vô địch giải đấu Cúp LMS. Số 9. Brazilian Serie A Brazil. Campeonato Brasileiro Serie A hay Brazilian Serie A đứng thứ 9 trong danh sách này. Đây là một giải bóng đá chuyên nghiệp cao hạng nhất của Brazil dành cho các câu lạc bộ. Với những tiến bộ trong lĩnh vực hàng không dân dụng và vận tải hàng không, cũng như với nhu cầu cử đại diện Brazil tham dự giải Copa Libertadores đầu tiên, TACA Brazil đã tạo ra một giải đấu toàn quốc có tên Campeonato Brasileiro Serie A ra đời. Đây là một giải đấu bóng đá được xem nhiều nhất ở châu Mỹ và là một trong những chương trình được chiếu nhiều nhất trên thế giới, được phát sóng tại 155 quốc gia. Đây cũng là một trong những giải đấu vô địch giàu có nhất thế giới, được xếp hạng là có giá trị thứ 6 với giá trị hơn 1,43 tỷ đô la Mỹ, tạo ra doanh thu hàng năm hơn 1,17 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012. Số 8, Russian Premier League, Russia. Xếp thứ 8 là giải bóng đá ngoại hạng Nga hay Russian Premier League. Đây là giải đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Nga. Giải được thành lập vào năm 2001 với cái tên Russian Football Premier League và được đổi tên như hiện tại vào năm 2018. Từ năm 1992 đến năm 2001, cấp cao nhất của hệ thống giải bóng đá Nga là Russian Football Championship. Có 16 câu lạc bộ tham dự giải đấu, 3 đội đứng đầu mỗi mùa giải sẽ giành suất tham dự UEFA Champions League và 2 đội đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 sẽ tham dự UEFA Europa League. Giải hạng Nga kế tục Top Division, giải đấu do Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Nga điều hành. Việc ra đời giải ngoại hạng được cho là đem đến cho các câu lạc bộ mức độ độc lập lớn hơn. Giải đấu hiện tại mang tên King of Russian Premier League vì lý do nhà tài trợ. Số 7, Ligue 1 Pháp. Ligue 1 là một giải vô địch bóng đá cấp cao nhất của nước Pháp, được xếp vị trí thứ 7, ra đời vào năm 1932, hiện tại vẫn đang phát triển rất mạnh. Nó được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp nước Pháp và là một trong những giải đấu danh giá bậc nhất thế giới, được điều hành bởi Ligue de Football Professionnel. Ligue 1 bao gồm 20 câu lạc bộ và hoạt động theo hệ thống thăng hạng và xuống hạng từ Ligue 1 cho đến Ligue 2. Với số đội tham dự là 20 đội nhưng hiện tại, giải Ligue 1 sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn, mỗi đội tham dự 38 trận từ tháng 8 cho đến tháng 5 năm sau. Ligue 1 thì được khởi tranh vào ngày 11 tháng 9 năm 1932 với tên gọi là National trước khi chuyển sang tên gọi là Division 1. Sau một năm tồn tại, giải tiếp tục hoạt động dưới tên gọi đó cho đến năm 2002 khi mà giải lấy tên như hiện tại. Số 6. Eredivisie Hà Lan. Đây được biết đến là một giải đấu chuyên nghiệp cao nhất trong hệ thống bóng đá Hà Lan. Giải đấu được ra đời vào năm 1956. Nó bao gồm 18 câu lạc bộ. Eredivisie bao gồm 16 đội thi đấu vòng tròn lượt đi và về. Những đội này sẽ thi đấu tổng cộng 34 trận đấu để xác định ngôi vô địch và các suất tham dự cúp châu Âu cũng như là phân định về đội xuống hạng. Nó vừa là một giải bóng đá khắc nghiệt nhất, vừa là nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ. Hiện tại giải đấu cũng thường xuyên phát hiện ra những thần đồng và đưa ra thị trường chuyển nhượng. Những người hâm mộ yêu thích bóng đá chất lượng cũng như là có thú vui quan sát với những cầu thủ giỏi trước khi họ trở thành ngôi sao lớn thì đây là một địa chỉ không thể bỏ qua. Số 5, Primeira Liga Bồ Đào Nha. Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ở vị trí thứ 5 trong danh sách này. Đây là một giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia thuộc cấp độ cao nhất trong hệ thống bóng đá Bồ Đào Nha. Đây cũng là một trong những giải vô địch quốc gia đang có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong những năm vừa qua.
Nó được diễn ra với 18 đội tham dự, hai đội có thứ hạng thấp nhất xuống chơi ở Liga Pro và được thay thế bởi hai đội bóng đứng đầu từ hạng đấu này. Premier League là một giải đấu thu hút nhiều cầu thủ tài năng từ khu vực Nam Mỹ và là nơi giúp sự nghiệp của những cầu thủ này vươn tới các giải đấu tầm vóc. Ba ông lớn là Porto, Benfica và Sporting CP không chỉ sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc từ lò đào tạo của họ mà còn kết hợp với những cầu thủ trẻ đến từ Nam Mỹ. Những cầu thủ đó khẳng định về đẳng cấp hiện tại của giải và đây sẽ là một bệ phóng giúp cho họ có thể thành công hơn trong sự nghiệp về sau. Số 4. Serie A, Ý. Xếp thứ tư là Serie A. Đây chính là tên gọi cho giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất trong hệ thống bóng đá của nước Ý. Nhà vô địch trong giải đấu này sẽ nhận được một danh hiệu cao quý, Scudetto, cùng với chiếc cúp Coppa Campioni d'Italia. Giải đấu được TIM tài trợ. Giải đấu hoạt động theo thể thức vòng tròn hơn 90 năm kể từ mùa năm 1929 đến năm 1930. Serie A được coi là một trong những giải đấu bóng đá hay nhất trên thế giới và thường được mô tả như một giải đấu vô địch quốc gia mang tính chiến thuật nhất. Giải đấu được xếp hạng thứ 3 trong số các giải đấu châu Âu theo hệ số giải đấu UEFA sau La Liga và Premier League và xếp trên Bundesliga và Ligue 1. Dựa trên thành tích thi đấu của các câu lạc bộ Ý tại Champions League và Europa League trong 5 năm qua. Số 3. Bundesliga Đức. Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức hay Bundesliga đứng vị trí thứ 3 trong danh sách này. Đây là một giải bóng đá chuyên nghiệp ở Đức và là giải bóng đá với lượng khán giả đến sân vận động trung bình cao nhất thế giới. Đứng đầu trong hệ thống giải đấu bóng đá, Bundesliga là giải đấu bóng đá bậc nhất của Đức. Mùa giải bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 5. Hầu hết các sân vận động diễn ra vào thứ bảy chủ nhật với một trận đấu được diễn ra vào các ngày trong tuần. Bundesliga là một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu, đứng thứ 3 ở châu Âu theo bảng xếp hạng hệ số giải đấu của UEFA. Bundesliga là giải bóng đá số 1 trên thế giới về lượng khán giả trung bình, cao thứ 2 trong số bất kỳ giải đấu thể thao nào trên thế giới sau giải bóng bầu dục của Mỹ. Bundesliga được phát sóng trên truyền hình ở hơn 200 quốc gia trên thế giới. Số 2, La Liga Tây Ban Nha. Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách là La Liga, giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, thường được biết đến với tên gọi Primera División ở Tây Ban Nha và La Liga ở nhiều quốc gia khác. Đây cũng là hạng đầu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất dành cho nam thuộc hệ thống giải đấu bóng đá Tây Ban Nha. La Liga là một trong những giải đấu thể thao chuyên nghiệp được nhiều người ưa chuộng trên thế giới, với lượng khán giả cao thứ 6 trong số các giải đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và trên toàn thế giới, cao thứ 3 trong số các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới, chỉ sau Premier League. Giải đấu này nổi tiếng vì độ chuyên nghiệp và quy mô của nó, được xem là một trong những cái nôi của những chân sút hàng đầu. La Liga sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên toàn thế giới. Số 1. Premier League ngoại hạng Anh. Vị trí đầu tiên trong danh sách này đó chính là Premier League ngoại hạng Anh. Giải bóng đá ngoại hạng Anh được biết đến với cái tên gọi đầu tiên English Premier League là hạng đấu cao nhất của hệ thống các giải bóng đá ở Anh. Ngoại hạng Anh gồm 20 câu lạc bộ, giải đấu sử dụng hệ thống thăng hạng và xuống hạng với English Football League. Mùa giải của ngoại hạng Anh thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5 với mỗi đội chơi 38 trận đấu. Đấu với 19 đội khác trên sân nhà và sân khách, đa số các trận đấu thì được diễn ra vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật. Hiện tại, đây là giải đấu cao nhất, được xem nhiều nhất và được phát sóng trên 212 vùng lãnh thổ, tới 643 triệu hộ gia đình và khoảng 1,7 tỷ khán giả yêu truyền hình. Thông qua video lần này, thì Toplist đã đưa bạn khám phá những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chính những giải đấu này đang làm nền tảng cho quá trình hoạt động của bóng đá thế giới hoạt động sôi nổi hơn. Hy vọng qua video này thì các bạn cũng đã có thêm những thông tin hữu ích về các giải đấu trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn theo dõi Toplist để có thể cập nhật những video thú vị mới nhé.